Dạ em xin kính chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi siêu thị nha mọi người. Siêu thị hàng mà bán đồ Việt nè. Thấy gì không? Rau muống nha mọi người. 1.500 là tính ra tiền Việt Nam mình là gần 30.000. À, rau muống 300g. Ôi. Rau muống. Nhưng mà dưới này già quá à. Cắt già, cắt cái cọng dài thì sợ không? Về lật rồi ăn được nhiêu trời. Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi siêu thị nha mọi người. Trái này không biết kêu tiếng Việt bằng trái gì luôn, quên mất tiêu rồi mọi người ơi. Đây, mận Hà Nội. Trời ơi, mận Hà Nội nha mọi người. Đây là đào. Đào gì? À, mận Hà Nội nè. Còn đây là trái gì? Trái gì? Trái này là không biết tiếng Việt kêu bằng gì luôn mọi người ơi. Ồ, mọi người coi trái lê nè. Trời ơi, nó bự. Nó bự mà mắc quá không dám mua. Nhưng mà vậy là rẻ rồi đó mọi người ơi. Có đợt hả, một trái như vậy là 5.000. Nhưng mà giờ hai trái. Trời, có nó bự nè. Bự quá. Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi siêu thị nha. Đây, trái jelly. Nhìn cho mọi người coi trái này nè. Nó cũng để là jelly luôn. Sao mà em nhìn thấy nó giống trái sari ghê với mọi người. Trái gì? Sari. Sari bên Việt Nam mình. Nè, cái trái này với cái trái này nó khác nhau hoàn toàn luôn á. Jelly. Nay tính là đi chủ yếu là mua cái này nè, cái mơ nè, để về ngâm nước uống mà xong mắt quá. Này nhiêu đây? Ý, 10.000. 10.000 có 5kg à. Vậy là 1kg 20.000 rồi. Ý, không để mua ta. Cái này là 15.000. Mấy ký đây? 5 ký. Ôi, trái này không có đẹp gì hết à. Mua 5 ký này thì phải mua 5 ký đường. Ôi, mận Hà Nội nè. Nhiêu đây? Ôi, mắc quá. Ôi, cái này mới ngon nè. Đây em cho mọi người coi. Măng. Bắp. Ủa giờ mắc quá. Không biết
phải củ dền không? Ý, ở đây mới là củ dền nè. Cái đó là gì không biết luôn.